Em không nghĩ là cái tỷ lệ kết hôn nó quan trọng. À, mỗi sáng em thức dậy trong tiếng cãi nhau cũng đến với nhau là bởi vì tụi em cũng khao khát xây dựng gia đình riêng. Em thì em muốn rời khỏi gia đình em. Quá khứ thì em dẹp qua một bên, em không có quan tâm tới quá khứ. Công việc của em là tối ưu kênh YouTube, em có thể làm cả content, làm dựng video luôn. Bây giờ mình đang học gì đó? Học cũng giống như cái nghề của bạn. Trời ơi, quá trời luôn rồi, khớp dữ rồi đó. Về hai đứa start up chung luôn nha. Rồi là bằng tuổi luôn. Rồi. Em thì em đang sống ở quận 7. Đang sống quận 7, bên đây là Hóc Môn. Dạ. Hẹn thì chắc đi cũng như đi phượt đó, nhưng mà không sao đâu, tình yêu sẽ nối liền mọi điểm xa cách. Ưu điểm của mình là gì nè? Ưu điểm của em mà em nghĩ là hòa đồng, dễ làm việc cùng á. Em cũng nhanh thích nghi với môi trường mới. Rồi mình thì sao? Thì em cũng hòa đồng, không có hút thuốc, uống rượu bia gì hết. Còn ngoài ra thì em rất cũng siêng năng nữa chị. Siêng năng. Dạ. Em thích một người siêng năng không? Siêng hơn em. Siêng hơn em là em, ý là em siêng nhưng mà chưa siêng lắm. Hay là em không có siêng luôn? Cũng tạm gọi là siêng nhưng mà em thích những người siêng năng hơn em. Vì sao vậy? Tại vì em thích khuôn khổ. Em thích khuôn khổ. Ủa khoan, em thích khuôn khổ mà em lại thích người Siêng siêng năng năng. là sao? Chưa hiểu lắm bé. Em không thích những người mà tùy tiện, không có chí cầu tiến. Nên là siêng năng là một đức tính rất là quan trọng. Vì mình đã từng bắt gặp một cái người tùy tiện để rồi mình cảm thấy rất là mệt mỏi hoặc là không tích cực với họ hay làm sao? Dạ đúng rồi chị. À, là trong công việc hay trong cuộc sống? Cả trong công việc và cuộc sống luôn. Trời ơi, trải nghiệm cũng rộn ràng dữ ha. Rồi hồi nãy là coi như trải nghiệm công việc thì rất là rộn ràng nè. Vậy thì trải nghiệm tình trường của mình sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình đi. Là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Cũng cách đây một năm á chị. Là 28, 29 tuổi mình mới biết yêu luôn. Dạ đúng rồi. Trời sao trễ dữ vậy em? Rồi trước đó? Trước đó thì không. Không luôn. Tại vì em kiểu như là nhát gái chị, cho nên là em không dám nhắn tin hay là nói chuyện gì hết. Có nghĩa là nếu như ai mà quen em á là phải chủ động nhắn tin cho em đọc. Nếu mà ai quen em nhắn tin cho người khác, xong người khác nhắn tin lại cho em á, còn ra là em không có biết tấn công tới. Em ơi, bên đây không có biết lên chiến lược tấn công gì đâu đó nghe em, cho nên là mình giảm giảm yêu cầu xuống một xíu. Rồi người vậy tại sao cuộc tình đó nó dừng lại không hợp nhau hả? Khi mà cuộc tình đó, bạn đó thì đang còn học đại học, thì bạn đó cũng học trễ á chị. Thì thay vì á, em thì rất là siêng lên, muốn lên chở bạn đó đi chơi, đi ăn, đi uống này kia. Nhưng mà bạn đó thì lại chỉ chú tâm vào việc học, với lại chú tâm vào gia đình đó. Khi mà có thời gian rảnh, bạn không dành cho em. Nên đi chơi chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi. Ở đây người ta dành thời gian cho công việc và gia đình không có sai, nhưng mà có điều là có thêm mình nữa mà mình không được tính vô, mình không thấy là mình được ưu tiên thì làm sao mà cái mối quan hệ nó nảy nở được, đúng không? Dạ Thì đúng. thôi dừng lại, chắc chắc cũng là một cái tín hiệu tốt. Dạ. Còn mình thì sao nè, bên đây tình trường của người ta đơn lẻ lắm, chỉ có một mối tình thôi. Còn mình thì sao? Cách đây 9 năm, em nghĩ là 10 năm. Cuối cùng thì kết thúc là bạn đó có một người khác. Tại vì em thì không thích cái môi trường mà bạn đó ở. Bạn đó làm việc trong môi trường ban đêm, rồi cuối cùng thì tụi em không còn đi được với nhau nữa. Mối tình đó cũng kéo dài 5-7 năm. 5-7 năm trời, mà trong khi cái sự khác biệt nó rất là rõ ràng và là cái điều mà không thể nào gọi là thỏa thuận được. Và trong khoảng 2 năm cuối thì mới bắt đầu có chuyện đó xảy ra, và em thì em không chấp nhận chuyện đó. Và bên đây cũng mạnh mẽ, cũng cương quyết, cũng cái đầu rất là gọi là rất là tỉnh nha. Đó là mối tình duy nhất hay là sau đó thì mình có thêm một mối tình nữa? Em chỉ có như vậy thôi, rồi 5-7 năm sau kết thúc là đến bây giờ em cũng chưa. Có nghĩa là mình cũng đã ở trong trạng thái độc thân là phải 2-3 năm nay rồi. Dạ. Thì hiện nay là gia đình của mình bao gồm những ai? Em đang ở cùng với lại gia đình của em, gồm có ba mẹ em và em trai của em và hai đứa nhỏ của em Hai đứa nhỏ của em là hai đứa con của em. Và hai đứa con đó là kết tinh của cái cuộc tình trước đó. Dạ đúng rồi. Là cuộc tình 5-7 năm. Dạ. Mình có lập gia đình luôn với cái người đó không hay chỉ là một cái cuộc tình thôi? Bọn em có làm lễ ra mắt nhưng mà em không làm giấy kết hôn, nên là trên trên lý thuyết thì em vẫn độc thân. Nó sẽ hơi thiên vị khi chị hỏi bên đây nhiều hơn, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nghe để cho mình nắm tình hình ha. Dạ. Rồi, đồng ý luôn. Vì sao mình lại quyết định không có làm giấy kết hôn mà mình chỉ làm cái nghi thức văn hóa thôi, là làm lễ cưới thôi? Không biết trời xui đất khiến như thế nào nữa, nhưng mà em thì em không nghĩ là cái tỷ lệ kết hôn nó quan trọng.
Bạn đó thì không có gia đình đàng hoàng á. Bố mẹ em thì không chấp nhận cái bạn đó cho đến khi là tụi em nhất quyết về ở với nhau. Rồi thì phải làm lễ, chứ tụi em thì không có làm giấy gì hết. Chắc cũng là trời xui khiến bảo là em đừng có làm giấy. Trên thực tế thì khi mà đi ra làm giấy khai sinh á, người ta cũng có nói là cho dù là có giấy thì chăng nữa thì vẫn phải có tạm trú tạm vắng rồi đủ thứ các thứ nghi thức thì mới đặt tên. Thì em cũng không cần cái đó luôn. Em nghĩ là em thích có gia đình, em thích có con hơn là cái vị trí của người chồng ở lúc đó. Vậy thì vì sao mình quyết định có con nè, mình quyết định duy trì một cái mối quan hệ nó không phải là 5 ngày, 7 ngày mà là 5, 7 năm lận, mà trong lòng mình lại dợn lên một cái suy nghĩ là mình không có muốn làm giấy kết hôn. Em yêu bạn đó và đến với bạn đó lúc đấy nha, là vì điều gì? Là vì điều gì? Trong khi gia đình mình cũng ngăn cấm nữa. Tụi em, gia đình em rất là bó buộc. Trước giờ là em không được đi khuya, không được đi qua đêm và rất là nhiều thứ. Nên là em mơ ước có một cái gia đình thực sự của mình. Thì bạn đó cũng là một người không có gia đình thực sự và muốn có một gia đình với em. Nên là tụi em đến với nhau. Chị sẽ cảm thấy rất tiếc nếu như chúng ta đưa ra một thông tin nào đó mà dễ hiểu lầm cho khán giả. Bởi vì ví dụ như chỉ đơn thuần là không cho đi chơi đêm nè, hoặc là đi về phải đúng giờ nè, hoặc là luôn luôn được giám sát để coi là làm chuyện này chuyện kia như thế nào, thì vốn nó là một cái sự quản lý, nó cũng không phải là tích cực, nhưng mà nó cần có ở phụ huynh. Vậy thì nếu như mà chỉ vì phụ huynh mình quản lý như vậy mà mình khát khao thoát ra khỏi gia đình, thì có vẻ như chị nghĩ là nó hơi oan ức cho em đó. Thực ra cái mong muốn mà mình muốn thoát ra khỏi gia đình thực sự nó đến từ cái gì trong gia đình mình? Nó thực sự là mọi mặt trong cuộc sống của em vào khoảng năm 23 tuổi là công việc của em cũng phải làm với gia đình. Em đã xin phép gia đình để em ra ngoài, em tự lập, nhưng mà gia đình không có cho phép. Thì năm đó em cũng 23 rồi. Nên là em muốn chọn con đường của em. Em muốn chọn sự nghiệp của em. Em muốn là có một gia đình của em. Và lúc đó thì em đã có em trai. Không thể nói là em ghen tị, nhưng mà em nghĩ là gia đình em lúc đó không còn cần em nữa. Em muốn thoát khỏi gia đình. Nếu như mà gia đình không cần mình nữa thì rõ ràng là cái việc mình thoát đi nó sẽ dễ chịu hơn cho mọi người chứ. Một phần nữa là mỗi sáng em thức dậy trong tiếng cãi nhau của bố mẹ. Nên là suốt 20 mấy năm thì em không muốn sống trong cái cảnh đó nữa. Nó là vấn đề đó. Vậy thì mình đã từng đến với người ta vì một lý do rất thỏa đáng, là vì mình muốn được hạnh phúc hơn, mình muốn được yêu thương đúng nghĩa hơn. Và có vẻ mình tìm được thấy cái sự đồng cảm đó từ bạn kia. Vậy thì điều gì nó đã thực sự là sóng gió để rồi câu chuyện nó không như mình nghĩ lúc đầu? Tụi em đều còn trẻ trong suy nghĩ, tụi em chỉ muốn được hạnh phúc thôi. Thì sau vài năm sống trong câu chuyện gia đình đó, thì bạn nam đã không có muốn cái trách nhiệm mà vung vén gia đình nữa. Bạn nó muốn trở lại cuộc sống đi chơi, vui vẻ với bạn bè, không có muốn về nhà sớm với gia đình nữa. Từng có một khoảng thời gian em là người chủ lực tài chính trong nhà, tại vì bạn đó bắt đầu tiếp cận với bạn mới, thích rượu bia, thuốc lá và các thứ khác nữa, và có về là rủ rê em, nên là em mới từ chối. Thì từ cái sự từ chối đó nó đã gây ra những cái rạn nứt. Vì sao em đủ mạnh mẽ để từ chối tất cả những gì mà người ta đề nghị, trong khi từ nhỏ mình đã là một cái người khao khát tình yêu thương, và khi mà mình có được một cái tình yêu thương thì thông thường cái xu hướng mà mình bị phụ thuộc cho tình yêu thương đó nó lớn lắm. Nhưng điều gì trong em lúc đó đã làm cho em mạnh mẽ để từ chối? Em lúc đó là đã là mẹ rồi, nên là chắc chắn em cắt đứt luôn. Và em có một khoảng thời gian sống ở nhà mẹ chồng. Khoảng 6 tháng thì mẹ chồng cũng thương em, muốn bù đắp. Nhưng mà đối với em thì đó không phải gia đình. Nên là em cảm ơn mẹ rồi em về nhà mẹ đẻ. Điều quan trọng đương sự chính của mình phải là cái người chồng chứ không phải là mẹ chồng, đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu như trong một vài lần đầu mà người ta rủ mình bán á, mà nếu như vì cái điều đó mà mình dừng lại thì đáng lý ra chắc là cũng phải dừng sớm rồi. Vậy thì tại sao nó cũng phải kéo dài tới khoảng 1 năm mấy, 2 năm? Cái giọt nước tràn ly để em rời khỏi cuộc hôn nhân đó là gì? Là bạn đó ngoại tình và mẹ chồng em phát hiện. Mẹ chồng em gửi tin nhắn và hình cho em xem. Em có đi quánh ghen không? Dạ không. Đối với em thì cái gì là của mình á thì nó sẽ là của mình. Mình không cần thiết phải đi tranh giành với một ai khác. Và con người đó họ đã trở thành một cái người như vậy thì mình cũng không cần người đó. Bao nhiêu lâu rồi khi mà tất cả mọi chuyện nó đã kết thúc với
chồng cũ của em tính đến thời điểm này? Dạ, là năm 2018. 5 năm rồi. Em nghĩ là vết thương của mình nó kéo mài chưa? Nó không mất đi đâu. Không ai có thể xóa được cái trải nghiệm của bản thân hết á. Nhưng mà em nghĩ rằng là em đã bắt đầu lạc quan lại với tình cảm. Em có thể trả đúng một cái mối quan hệ mới của mình về đúng chỗ của nó mà không bị những cái câu chuyện trong quá khứ nó chồng chéo lên chưa? Em nghĩ là thời gian đó là đủ rồi. Rồi bây giờ quay trở lại Thịnh. Dạ. Rồi giờ quay lại nãy giờ mới là bài tập khó cho em nè. Nghe hết câu chuyện của người ta chưa? Dạ rồi. Có cảm giác đây là một bài tập khó với mình không? Dạ không. Tại sao? Dạ. Nè, tôi liệt kê lại cho nghe đề bài nè. Người ta mẹ đơn thân nha. Em đang tự mình nuôi hai con đúng không? Người ta nuôi hai con nha. Con nhiêu tuổi bé? Dạ, một bé trai 7 tuổi và bé gái 5 tuổi. Hai bé, một bé 7, một bé 5 tuổi nha. Là cái tuổi mà biết cãi lộn rồi đó. Là biết phản biện rồi đó. Người ta bị tổn thương rất nhiều từ trong gia đình của họ nữa. Một cô bé lớn lên trong một gia đình mà ở đó khao khát về một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Nên cái độ nhạy cảm của những người này nó sẽ rất là cao. Đó, bài tập dành cho em đó. Giờ em thấy sao, giải nổi không nè? Được, cái này thì em có thể lo ổn thỏa được chị. Sao gật đầu nhanh dữ vậy trời? Sao không có băn khoăn gì hết trơn vậy? Điều gì ở bên trong của em để em cảm thấy em rất tự tin để em đón nhận bạn này? Anh trai em á, thì cưới vợ cũng là một chị dâu em á, thì cũng có hai đứa con chứ. Thì đối với em thì cái trường hợp này á, thì em gặp rồi cho nên là em không có quan trọng. Với lại cái quá khứ của bạn nữ á, khi mà quen em á, thì cái quá khứ thì em dẹp qua một bên. Em không có quan tâm tới quá khứ. Nhưng mà đó là về phần mình. Giờ ba má ở nhà thì sao nè? Ba mẹ em thì không phản đối em. Chắc chưa? Rồi, cái chuyện yêu đương của em á, là do em tự quyết định. Do em tự quyết định. Cái chuyện vợ con của em là do em tự quyết định. Nếu mà có đám cưới á, thì ba mẹ chỉ trên thủ tục là ba mẹ đứng ra làm hôn sự thôi. Được á, được á. Có một cái, em có một cái mà bạn nữ chấp nhận được á, thì là cái gì? Em tuy lớn nhưng mà tại vì ở nhà nhiều á, cho nên là em hay mê chơi game. Em chơi game gì? Liên Quân? Không, Free Fire? Em chơi trên máy tính đó chị. Em vừa chơi mà em vừa học nữa. Em vừa học cái đồ họa của em á. Game em chơi là game gì? Nói thử chị nghe nè. Liên Minh, em chơi cái trò đó. Em chơi Liên Minh hả? Rồi bây giờ em nói em thích chơi game, em chơi bao nhiêu lâu trong ngày? Chừng tiếng. Tiếng thì đâu thấm gì đâu em. Được em không? Em chơi một ít hơn. Nghe bên kia nói gì không? Tính ra em chơi một ít hơn bản nữa đó. Em chơi một tiếng xong còn mời lại em ngồi em coi ví dụ YouTube nè, coi hẹn chưa nè. Coi bạn muốn hẹn hò nè. Đó, rồi coi mấy cái chương trình của công ty thôi. Nhẹ với dàng rồi ha. Với lại coi live stream rồi tối đi ngủ thôi. Hết rồi. Rồi ví dụ giờ mai mốt mình có vợ, mình có hẹn thì coi như là mình không coi, mình off cái đó lại rồi mình đi hẹn, mình đi ngồi nói chuyện với bạn gái. Thì em sẽ ưu tiên đi với bạn gái hoặc vợ thôi. Tôi thích cái chữ ưu tiên đó đó. Cái quan trọng là ưu tiên thôi chứ bây giờ một ngày 24 giờ có ai đẻ ra được giờ 25 đâu, đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Vậy thì bây giờ câu hỏi cuối cùng trước khi mà chị sẽ mời các bạn tham gia một cái thử thách về trực giác, thì bây giờ cái nguyện vọng của hai bạn là hai bạn muốn gặp gỡ một cái người theo mình muốn hình dung á là kiểu như thế nào? Nếu mà em muốn thì em muốn là bạn nữ thì hiền lành, vui vẻ là được rồi. Nếu mà có càm ràm thì cũng được. Tại vì phụ nữ mà thì ai cũng vậy thôi. Thì rồi mẹ... ngoại hình thì sao? Ngoại tính hình... nói gì mẹ nhà cũng vậy hả? Thì mẹ em thì càm ràm biết rồi, em quen rồi chị. Bác ơi tha lỗi cho con trai giùm con nha bác. Rồi giờ ngoại hình sao? Cao nhiều, nặng nhiều? Dạ ngoại hình em nhìn ổn là được rồi chứ không cần cao. Nếu mà cao hơn em thì thôi thì cũng được. Nhưng mà ai mà biết cái ổn của em là cái cỡ nào em? Ví dụ như em cao nhiêu? Dạ em cao 1m65. Vậy thì bạn nữ tầm tầm cỡ em là được đúng không? Tầm cỡ em cao hơn. Thấp hơn được không? Được. Rồi sao? Mập mạp vậy không? Mập cũng hơi mập một chút cũng được. Hơi mập chút bi một xíu cũng được đúng không? Như chị rồi. Cũng được. Hơi mập chút bi một xíu cũng được đúng không? Như chị rồi. Cũng được. Như chị cũng được là ý em là chị mập lắm hả em? Đau ở đây. Đâu có đâu em nói. Chị nghĩ nói chuyện với em rồi. Chị nói chuyện với bé Thư. Nguyện vọng của em ngày hôm nay gặp một chàng trai như thế nào? Em không có quan trọng ngoại hình. Ủa sao vậy? Dễ nhìn là được. Rồi nhưng mà cái cỡ nào thì em dễ? Em thích râu nhưng mà bạn nam không có râu thì cũng không sao. Cao nhiêu? Bên cao. Đây tự nhận luôn cao 1m65 rồi đó. Em nghĩ 1m65 là ổn. Cao hơn em là được. Đã ổn rồi, đúng rồi, nặng. Đừng quá ốm.
đừng quá ốm. Được. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe cái trực giác của mình để mình lựa chọn coi là nãy giờ mình đang nói chuyện với ai thông qua cái vách ngăn này. Và bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ chúng tôi hai thiết bị. Các bạn sẽ được nhìn thấy hình của một số bạn nam và một số bạn nữ trên cái thiết bị đó, và mình sẽ dừng lại nha ở một cái hình mà mình nghĩ là đây chính là cái người mà nãy giờ mình đã nói chuyện thông qua cái vách ngăn này. Xin mời mình lướt nha, mình coi thử coi là nãy giờ anh Thịnh là anh nào. Anh Thư là bạn nào? Nhìn cho kỹ anh Thư là bạn nào? Bạn nào mà mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường, đang làm mẹ hai con? Giọng nói thì dịu dàng. Và ngay bây giờ thì đếm ngược. Sau khi chị đếm ngược từ 5 thì các bạn sẽ vui lòng dừng lại ở cái hình đáp án mà các bạn chọn. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Rồi, bây giờ chị sẽ cho các bạn coi đáp án của đối phương. Mình sẽ gật đầu với lắc đầu để coi là đối phương đang chọn có đúng mình hay không. 3, 2, 1. Gật hay lắc? Bên đây gật hay lắc? Rồi, xong luôn. Vì sao em chọn cái hình này? Tại vì em nghĩ là thích chơi game, rồi thích đồ họa thì chắc là sẽ đeo kính. Còn ba người còn lại không đeo kính. Vậy thôi. Vậy thì bây giờ mình chọn xong rồi thì cái nhân diện của người này đang tạo cho mình cái cảm giác như thế nào? Dạ cũng thiện cảm. Thiện cảm, thiện cảm, cũng thiện cảm. Đúng sai tính sau. Rồi lý do gì mình chọn cô này? Dạ tại vì em nghĩ, em thấy cái khuôn mặt này á là nó sẽ đi đôi với cái giọng nói với mình đó. À, em ráp cái mặt, cái voice với cái hình lại với nhau. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Thì nhìn thiện cảm. Trời rủi mà đoán sai cái em có hụt hẫng không? Em có suy sụp không? Cũng có chị, cũng có chị. Mời bạn nữ. Dạ. Thôi mời em. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. À, em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê mình ở đâu? À, quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên sale. Dạ. Rồi, Nghệ An là ở huyện nào vậy em? Dạ em ở huyện Diễn Châu ạ. À Diễn Châu. Rồi mời bạn trai. À, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì lời đầu tiên cho phép em giới em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Dòng Nghệ An luôn hả? Dòng Nghệ An anh ơi. Huyện gì? Em ở huyện Hưng Nguyên ạ. Hưng Nguyên đúng Hưng không? Hưng Nguyên ạ. À, là sát bên thành phố Vinh đúng không? Rồi anh ơi. À, anh về đó mấy lần rồi đấy. Dạ vậy. À, dễ thương quá hả? Dạ. Giọng nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu xíu. Dạ vậy. À, dễ thương quá. Dạ. Ê, bạn ở Hưng Nguyên rồi bạn hỏi bên kia đi, Diễn Châu đó, hai người hỏi cho xem sao. Em Diễn Châu ở đâu em? Huyện dạ. Xã nào em? Em ở Diễn Trung anh. Anh biết Diễn Trung không ạ? Anh cũng có mấy người bạn ở Diễn Châu nhưng mà lâu giờ cũng liên lạc cũng quên rồi. Vậy hả? Hai người hỏi thăm nhau luôn đi rồi hỏi rủ nhau chừng nào về quê chung luôn. À Tết anh về quê không anh? À có em, Tết này hầu hết Tết năm nào anh cũng về quê ạ. Vậy hả? Khi nào anh về ạ? À, anh năm nay thường thì anh về sớm mà năm nay có cái việc không về sớm được nên 28 mới về em ạ. Dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Ờ anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc.
Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Rồi vậy được. Có điểm yếu nào không? À, điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu á. Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Này, em thì nói tiếng Nghệ An nên cũng hơi khó nghe. Không, dễ nghe lắm, anh dễ nghe lắm nhưng dạ, mà dễ nghe à? À, rất là dễ nghe, có điều có nó hơi mềm chút không? Thôi. Có điểm mạnh gì không? Em trai có điểm mạnh gì không? Điểm mạnh đó, em có điểm mạnh gì không? À, thì điểm mạnh mẽ có. À, thường thường em thì điểm mạnh thì em cũng nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Còn không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ, thường thường thì điểm mạnh thì như em chia sẻ cái lúc nãy thì những cái đó thì em thấy là mọi người đánh giá là điểm mạnh của em. À, còn em có một cái điểm mạnh khác có thì... tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt, rất hay, chắc hát hay lắm á, hát một bài tặng mọi người. Em đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn nữ. Đúng rồi. Dạ. Em hát cái bài về em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Chắc là em hát bài khác, cái bài đó em cũng không thuộc lời lắm. Rồi. Rồi, bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ, em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Đẹp là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em hơi thẳng tính nên là nhiều khi cũng làm mất lòng mọi người ấy chị. Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn, cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà ấy chị. Sao? Lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. À. Dạ. Em có thói quen là hay quên chìa khóa. Nên là cứ mỗi lần đi đâu mà em quên mang chìa khóa là về là em đứng trước cửa ngắm cảnh một lúc rồi mới vào. Trời đất ơi, quên hoài vậy đó hả? Dạ, lâu lâu thôi chị. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại thì 2-3 mùa lá dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ, yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Dạ, tại vì chắc cho chưa hợp với chị. Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm, một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi, vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò rồi đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ, đi chơi hẹn rồi. Hò thì đi uống nước, rồi đi ăn vậy. Có nắm tay chưa? À, nắm tay cũng có rồi chứ mà. Có rồi anh. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ, em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Cái đó thì phải em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ. Dạ. Mà em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em mẫu hình của người vợ người hả? Vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ, chị gái em ở dưới dạ. Chị gái em đâu, chị gái hai chị gái hai giống gái. Như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là cao như thế. Dạ, về tính cách. À, tính cách về, sao dạ. Tức là chung thủy. Chung thủy vậy là luôn chăm lo cho gia đình. À, dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Dạ. Rồi. Được. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Dạ, em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Không hôi, dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi dạ. Hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi, anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? Dạ cũng được anh.
Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi 1m65 trở lên được rồi ạ. Còn mà body không được 6 múi, không gộp lại thì bây giờ không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích ở người bạn trai không, nói luôn đi. Dạ em không thích người bạn trai là gia trưởng, không quan tâm, không tôn trọng mọi người. Em không thích người bạn trai mà khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Bây giờ em không thích người bạn trai của mình. Bạn trai này không có gia trưởng đâu, hiền lắm, em thấy nghe giọng nói không? Ủa là sao? Rất là hiền luôn á. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan đó chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt ạ. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó, thấy dạ, chưa? Được chưa? Dạ, được ạ. Được ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ, em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng đó chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô dạ. Tâm thì anh bao với em là anh không có đâu. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ, vâng. Em bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Dạ. Đó. Bạn cái gái gì? Cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra. Để tôi kiểm tra. Cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao em. Nhưng mà còn cái có bao manly không? Em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ, manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu. Bảy. Ai thì cái đó em không có. Còn nếu về men thì chắc em có. Chứ manly thì em theo em nghĩ á thì là con trai. Men không? Men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%. Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. Dạ. Nên nhưng mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, cái đó thì em không thích, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. À, là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau là trong người mình cảm thấy như thế nào? Em thì ước gì mình cũng như vậy á. Dạ. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha. Dạ. Rồi, cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự dạ. Hai bạn tìm hiểu nha. Dạ. Rồi bây giờ nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Em dạ. Định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Dạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để mình hiện tại thì không? Em đang có dự tính là thì cùng lập nghiệp đang ở đây. Và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ. Còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn, mua đất ở đâu em? Dạ, em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức, vậy dạ. Là quá tốt rồi. Còn